Nhà thuốc Đông y Khương Chờ thảo dược vùng Tây Bắc. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình của Khương Chờ. Hôm nay Khương Chờ giới thiệu với các bạn một cây thuốc có tên là cây ké đầu ngựa các bạn nhé. Nơi thì gọi là ké gai, nơi thì gọi là ké đầu ngựa. Nhưng trong dân gian các ông thầy thuốc đều gọi là cây ké đầu ngựa. Còn Đông y người ta gọi là thương nhĩ tử. Đây quả nó các bạn nhé. Quả cây ké đầu ngựa này phơi khô gọi là thương nhĩ tử. Cây ké đầu ngựa làm cây mọc hoang dã, ít người trồng. Thường thường nó mọc ở những nơi bãi trống, ven sông, ven suối, ven hồ. Cây cao từ 50 đến 1m50 các bạn nhé. Đây như cây này phải cao đến 1m50. Thân có rãnh chạy dọc. Toàn thân lúc non có lông. Đây các bạn nhé. Lúc non có lông. Về già lông rụng. Có rãnh chạy dọc. Lá thân cành mọc so le. Lá hình tim. Các bạn nhé, lá hình tim này. Chóp lá nhọn. Cả hai mặt lá đều có lông rất là mịn mà nhỏ. Mặt dưới gân nổi rõ rệt. Lá xẻ thùy các bạn nhé. Đây. Cây ké đầu ngựa này tôi đã theo dõi có một YouTube, có một anh bạn ấy mà. Anh ấy nói cái cây ké lông hoa vàng các bạn nhé. Cây ké lông hoa vàng nó lá nó to như lá ké hoa đào các bạn ạ, nhưng mà nó là ké lông hoa nó vàng. Anh ấy nói đấy là cây ké đầu ngựa mà tôi cũng không biết làm sao mà anh ấy dám nói cây là ké đầu ngựa. Vì anh là người không biết mà anh lại giới thiệu cho người khác cũng không biết nốt. Đâm ra cả một thế hệ không biết theo. Đây mới là cây ké đầu ngựa. Đông y gọi là thương nhĩ tử các bạn nhé. Đây, bạn nhớ. Hôm nay mình giới thiệu các bạn một bài thuốc Trung Quốc cũng phải chịu. Chứ không phải đùa, Trung Quốc nhé cũng phải chịu. Đây là bài thuốc dị ứng. Nhà tôi năm 1990 rất là nhiều những người sang Trung Quốc để buôn bán đá quý. Bị bệnh dị ứng sang đến đấy điều trị. Nhưng không thành, phải về đến nhà tôi cắt cho một liệu trình thuốc từ cái ké đầu ngựa này. Hôm nay tôi cũng giới thiệu luôn. Ai làm được thì làm, chứ thôi tôi không giấu nghề. Trước hết, ké đầu ngựa này đem về phơi khô một nắm nhé các bạn nhé. Cây kinh giới già nhé các bạn nhé. Kinh giới già, các bạn mà muốn làm thuốc thì các bạn phải thu mua mà để dành từ tháng 11 âm lịch cơ. Cây kinh giới già có hoa, người ta gọi là kinh giới tuệ. Phơi khô một nắm. Cây bạch cúc băm ra phơi khô một nắm. Ba loại dược liệu này các bạn làm thành một thang thuốc cho những người bị dị ứng. Uống là khỏi, nhưng uống đặc quá có người sẽ bị lại nhé. Nó nổi sưng vù mặt lên ấy, nhưng xong nó có khỏi và sẽ không bao giờ bị lại nữa. Chứ còn nhiều những người ấy mà, cái năm 90-91 quê tôi đá quý nhiều lắm. Nhiều ông giàu lắm, sang Trung Quốc mất tiền không khỏi, đến nhà tôi mới khỏi. Rồi đến lúc bây giờ mới chịu, chịu nhà thuốc đấy các bạn. Ngoài ra, cái ké đầu ngựa này, đến mùng 5 tháng 5 người ta hay lấy về các bạn nhé. Hay lấy về để đun đặc, tắm gội đầu cho các cháu khỏi rôm sảy, khỏi ngứa. Ngoài ra, cây ké đầu ngựa này còn là một cái vị thuốc để cai rượu các bạn nhé. Theo như ông thầy tôi dạy này này, các bạn lấy 7 quả ké này này, 7 quả ké đây bên 5 này, 2 quả, 7 này, các bạn đếm nhé, 7 quả ké này, đốt tồn tính, có nghĩa là đốt nó chỉ cháy 7 phần là tồn tính ý. Các bạn cho vào ngâm rượu, những người nghiện rượu sẽ ngửi thấy mùi rượu là sợ các bạn nhé. Đây là cái bài thuốc để cai rượu bằng 7 quả ké đầu ngựa này. Ngoài ra, cây ké đầu ngựa còn là một cây thuốc để chữa bệnh thận các bạn nhé. Những người bị viêm cầu thận, đái buốt, đái dắt, đái da sỏi sạn, cù thận nhé, thì các bạn dùng bài thuốc có quả ké đầu ngựa này cho tôi. Tôi giới thiệu luôn bài thuốc đái da sỏi sạn từ cái quả cây ké này. Cái đây các bạn nhìn này, nó sần sùi như là viên sỏi trong thận đấy mà. Ké đầu ngựa phơi khô một nắm, mộc tật phơi khô một nắm, cỏ
Rễ cỏ chanh phơi khô và nắm, thiên thảo phơi khô và nắm, dứa dại phơi khô và nắm, mộc thông phơi khô một nắm. Tất cả các vị thuốc trên các bạn làm thành một thang thuốc cho bệnh nhân nhé. Bị sỏi thận này, bị đái buốt này, đái dắt này, uống các bạn nhé. Nếu như các bạn muốn tốt thì các bạn lấy cho tôi thêm cái cây thạch vi ấy. Nếu mà bị ra máu nhé, các bạn lấy cho tôi thêm cái cây thạch vi và hay bám ở bờ tường hay cây nhãn ấy cho bệnh nhân uống. Đây là hôm nay mình giới thiệu với các bạn mấy bài thuốc, mấy vị thuốc từ cây ké đồng lượng. Xin chào tạm biệt các bạn nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.